Nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức cho các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam về các vấn đề phi thuế quan trong giao dịch quốc tế, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC đã khởi động dự án đối phó với vấn đề phi thuế quan trong thương mại. Tại buổi khởi động dự án, lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, với việc tham gia vào thị trường quốc tế, thông qua ký kết các hiệp định thương mại tự do FTA song phương và đa phương, các vấn đề về phi thuế quan mà mỗi chính phủ, doanh nghiệp Việt cần phải nắm bắt, hiểu rõ và xem xét để vượt qua. Dự án đối phó với các vấn đề về phi thuế quan trong thương mại tập trung vào 4 nội dung chính gồm tiến hành khảo sát doanh nghiệp về vấn đề phi thuế quan tập trung vào 2 lĩnh vực là hàng hóa và dịch vụ, tham vấn các bên liên quan nhằm tìm hiểu về phương hướng khả thi để khắc phục các trở ngại thương mại hiện có và giảm chi phí trong giao dịch thương mại, xây dựng năng lực để đối phó với các vấn đề phi thuế quan nhằm củng cố và nâng cao năng lực của các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức hỗ trợ thương mại, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường tính minh bạch về các quy tắc và thủ tục. Với vai trò là đối tác quốc gia của ITC, Cục Xúc tiến Thương mại cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả các hoạt động của dự án.